Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Thì hôm nay cũng khá là lâu rồi Nhân không có lên clip. Thì hôm nay là có một cái thông tin của bên công ty Cát Tường Group và bung ra những cái nền mà có cái vị trí thì cũng khá là đẹp, cho nên là Nhân xuống đây để làm một cái video về Nhân giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng những cái vị trí đất và giá cả luôn nha mọi người. Trước mắt của quý vị khách hàng là một cái lô đất, chỉ duy nhất một lô đất thôi, tại trung tâm thương mại Thủ Thừa. Thì cái lô đất này với cái diện tích là ngang 4m, dài 20m, thì xung quanh cái lô đất này chỉ khoảng 50m thôi, thì mình có tất cả những cái tiện ích rồi. Ví dụ như bên đây thì mình có quán cà phê nè, hoặc là quán ăn sáng. Còn phía sau lưng của Nhân á, thì cách cái lô đất này khoảng 50m thôi là trung tâm thương mại Thủ Thừa. Và phía sau Nhân luôn là mình có là tiệm vàng nè, rồi tiệm nét nè, hoặc là nhà thuốc tây. Còn phía bên trái của lô đất của mình là có một cái chùa. Còn phía bên đây luôn thì là mình có một cái sở hữu một cái là bến xe Thủ Thừa. Thì trong vòng bán kính khoảng 50m thôi thì nó có tất cả những tiện ích rồi. Thì ngoài những cái tiện ích mà nãy giờ Nhân đã giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng, thì bây giờ thì Nhân sẽ quay cho tất cả quý vị khách hàng cùng xem lại lô đất một lần nữa. Trước mắt của tất cả quý vị khách hàng là lô đất này nó đã được san lấp rồi, cho nên là khi mà mình mua về đó thì mình chỉ việc xây dựng thôi chứ không có cần phải san lấp. Và ngoài ra thì giống như lên đây thì thêm một cái nữa là quý vị khách hàng mình thấy ở đây công ty có đánh số là 4033, tức là cái lô đất mình đã có sổ rồi và cái số thửa của nó là 4033 nha mọi người. Thì ở đây là thêm một cái nữa là quý vị khách hàng mình sẽ sở hữu được một cái vỉa hè là rộng 4m nè, rất là sạch sẽ nha mọi người. Và cái thứ hai nữa là quý vị khách hàng mình sẽ sở hữu được một cái lòng đường 12m, thì hai bên mỗi bên vỉa hè là 4m nữa, tức là cái đường của mình tới 16m cho mọi người. Thì như quý vị khách hàng mình nhìn thấy xung quanh đó, hiện tại là cái khu này rất là sạch sẽ rồi đó, và dân ở cũng khá là đông. Và nếu như tất cả quý vị khách hàng mình quan tâm đến lô đất rồi thì quý vị khách hàng hãy nhấc máy lên gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình để Nhân có thể là tới tư vấn cho quý vị khách hàng, hoặc là Nhân sẽ tới tận nhà để chở quý vị khách hàng xuống đây tham quan lô đất và biết được cái giá cả hiện tại của lô đất này. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.